Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 85. Ở cuối tập trước, sau khi lập tức ở trước người hắn xuất hiện một con lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy này vừa xuất hiện lập tức khiến Quách Đông Kiện mặt xám như cho tàn, chua xót nói. Lần bế quan này Thanh Mộc Huynh hóa ra là tu luyện luyện hồn thuật. Chỉ với thời gian 3 tháng có thể luyện ra hồn tuyền, Quách Mỗ bội phục. Khi hắn đang nói chuyện, những hồn phách xông đến đều lập tức kêu lên thảm thiết, bị lốc xoáy hút vào. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đám hồn phách này, ngoại trừ hồn phách phát ra khí tức Nguyên Anh, toàn bộ biến mất. Hồn phách đầu có hai sừng phát ra khí tức của Nguyên Anh kêu lên một tiếng, cũng không biết sử dụng cách nào. Không ngờ có thể loại bỏ được lực hút của lốc xoáy, hướng về phía xa xa nhanh chóng thoát đi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải xuất ra một chảo cách không, lập tức hồn phách kia hừ thảm một tiếng, bị kéo trở về. Ngươi từ chỗ nào đạt được sinh hồn Nguyên Anh này? Vương Lâm liếc nhìn hồn phách này một cái rồi ngẩng đầu nhìn về phía Quách Đông Kiện. Quách Đông Kiện than thầm, khi thấy đối phương thi triển ra hồn tuyền thì hắn đã hoàn toàn từ bỏ chống cự. Thanh Mộc sư huynh, chúc mừng ngươi trở thành người thứ ba trong hàng đệ tử của Luyện Hồn Phong tu luyện ra hồn tuyền. Sinh hồn Nguyên Anh này là ta lấy một thanh bách hồn phiên có 900 hồn phách ra đổi với Tô Kim Thế ở Trừ Phách Phong. Trong 3 tháng tu luyện, Vương Lâm nương theo áp lực của linh mạch khiến cho tu vi tăng mạnh, đột phá Nguyên Anh. Chỉ cần đợi cho nguyên thần của hắn khôi phục thì lần nữa trở lại tu vi hóa thần. Vết sẹo trên mặt hắn chỉ còn lại 3 khối, phong ấn của Tôn Thái đã sắp bị tan vỡ. So sánh với việc này, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là trong khi thổ nạp. Hắn cảm nhận được trên toàn bộ Luyện Hồn Phong như bị một vật vô hình thật lớn bao phủ. Trong vật vô hình này đôi khi tràn ra một ít hồn phách. Mỗi khi hồn phách tràn ra, liền lập tức từ trên cả tòa Luyện Hồn Phong truyền ra hơn 100 đạo linh lực tranh nhau cướp đoạt. Những hồn phách này cũng không phải xuất hiện từ cùng một chỗ, mà là phân tán ra, bất kỳ mỗi vị trí nào trên Luyện Hồn Phong đều có thể thấy xuất hiện. Phát hiện ra điều này khiến nội tâm Vương Lâm khẽ động, lập tức xuất ra Luyện Hồn Ngọc Giản, cẩn thận xem xét. Dần dần hắn nhìn ra được một số manh mối. Hồn phiên tam pháp chia làm luyện hồn, trừ phách, tỏa thần. Trong đó, luyện hồn là luyện hóa hết thảy các tử hồn trên thế gian, đem phong ấn bên trong hồn phiên. Lấy một loại phương pháp đặc thù khiến ở trong đó, không những không tiêu tan mà còn dần lớn mạnh lên. Còn trừ phách thì không giống, pháp thuật này cũng không thể luyện hóa tử phách, mà là từ trong cơ thể sống rút ra sinh hồn. Sau đó phong ấn trong hồn phiên để thao khống. Về phần tỏa thần, Vương Lâm không có gì để đối chiếu nên không đoán ra được chút gì. Dựa theo luyện hồn phong, hồn phiên dựa theo số lượng hồn phách bên trong mà chia là thập, bách, thiên, vạn hồn phiên. Uy lực của nó càng nhiều càng lớn. Thập và bách hồn phiên thuộc loại cực kỳ tầm thường. Có gì đặc biệt thì chỉ khi nào hình thành thiên hồn phiên mới có được một số thần thông. Uy lực lớn nhỏ của nó có quan hệ rất lớn đến chủ hồn. Muốn luyện chế một cây thiên hồn phiên, cần thiết phải có một chủ hồn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho không có nhiều thiên hồn phiên. Bách hồn phiên đạt đến mức tận cùng là 999 hồn phách, nhưng bởi vì khuyết thiếu chủ hồn nên không thể hình thành thiên hồn phiên. Về phần chủ hồn phải như thế nào thì không có yêu cầu nào khác ngoài mức độ cường đại của nó. Độ cường đại của chủ hồn phải vượt qua tổng tất cả các hồn phách trước đó cộng lại. Khi Vương Lâm đang nghiên cứu hồn phiên, đột nhiên từ chỗ sâu bên trong linh mạch truyền đến một thanh âm. Thanh Mộc huynh, tu vi đã khôi phục được hơn phân nửa, thật đáng mừng. Nháy mắt khi Liễu Mi nói chuyện, tay phải Vương Lâm điểm cách không một cái, lập tức thân thể của Hứa Vân và Lưu Vi run lên, rơi vào hôn mê. Liễu Mi, ngươi có mục đích gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần làm thế, sẽ làm mất đi ấn tượng với ngươi trong lòng ta đó. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Liễu Mi, thanh âm lạnh như băng. Liễu Mi nhìn Vương Lâm, than nhẹ một tiếng hạ thấp giọng nói. Vương Lâm, tai họa của ngươi đến rồi, đi thôi, rời khỏi Chu Tước Tinh. Thần sắc Vương Lâm vẫn như thường, không nói gì chờ đợi câu nói tiếp theo của Liễu Mi. Ta không muốn lừa ngươi. Ngươi đã biết ta là người của Chu Tước Quốc, nhưng lại không biết sư phụ của ta không phải là người bình thường. Hắn chính là đệ nhất nhân trên Chu Tước Tinh này, Chu Tước Tử. Liễu Mi thấp giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, trong đầu đột nhiên rõ ràng, bỗng nhiên nói. Sau trận chiến với ta, hiện tại Hồng Điệp như thế nào? Sau khi nghe câu nói của Liễu Mi, liên hệ với những suy nghĩ trong lòng trước đó, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng rất đáng sợ. Trong mắt Liễu Mi hiện lên một tia tán thưởng, nàng nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói. Hồng Điệp đã bị sư huynh của ta giết chết. Vương Lâm hít sâu một hơi, đã khẳng định được dự đoán của mình, trầm giọng nói. Xem ra, một trận chiến của ta với Hồng Điệp chẳng qua là một hồi thú đấu trong mắt một số kẻ mà thôi. Liễu Mi cắn môi dưới, hạ giọng nói. Vương huynh, ngươi đi đi, càng nhanh càng tốt. Nói xong nàng nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, than nhẹ rồi xoay người rời khỏi. Vương Lâm, Liễu Mi phải tuân lệnh sư phụ, để cho đạo tâm của ngươi lưu lại thân ảnh của ta. Đây là vận mệnh mà Liễu Mi không thể chống cự. Sư mệnh nan vi, cuộc chiến đạo tâm này. Trừ phi trong đạo tâm của ta có hình bóng của ngươi, nếu không ngươi không có khả năng thắng lợi. Chỉ có điều Liễu Mi ta lĩnh ngộ chính là Thiên Huyễn vô tình đạo. Bên ngoài có thể biến ảo hết thảy những biểu tượng hữu hình, chỉ có nội tâm là vô tình. Ngươi làm sao có thể thắng được? Liễu Mi rời đi, trong lòng than nhẹ thầm nghĩ.
Chỗ sâu bên trong hai mắt của nàng mơ hồ lộ ra một tia vô tình lạnh lùng, chẳng qua, vẻ vô tình này bị biểu hiện của nàng che giấu, không thể nhìn thấu được. Vương Lâm nhìn bóng dáng của Liễu Mi, cặp lông mày thủy chung vẫn nhíu chặt. Lần này Liễu Mi tiến đến nói ra mấy câu, có vẻ như nhìn ra được vấn đề nhưng trên thực tế lại có vô số điều mờ mịt. Việc này lộ ra đôi chút quỷ dị. Liễu Mi này, ta rốt cục luôn có một loại cảm giác kỳ dị, thật là kỳ quái. Hai mày của Vương Lâm vẫn nhíu chặt, lẩm bẩm nói. Sau đó một lát, hắn nhìn hai cô gái Hứa Vân và Lưu Vi ở cách đó không xa, tay áo vung lên, cuốn hai nàng ra trăm trượng bên ngoài động phủ. Nhưng, nháy mắt khi hắn nâng hai cô gái lên, nội tâm hắn bỗng nhiên chấn động, như nghĩ ra cái gì đó. Tay phải hắn xuất ra một chảo, đem hai cô gái này quay về. Hắn nhìn kỹ, biểu tình trong khi hôn mê của hai cô gái rất khác nhau. Trước giờ Hứa Vân luôn biểu hiện ra tương đối kiên định. Lúc nói chuyện cũng luôn chiếm phần nói trước, lộ ra một cảm giác rất kiên cường. Nhưng giờ phút này, khi đang hôn mê, trên mặt nàng hiện lên một tia nhu nhược, có chút bất lực. Ngược lại, nữ tử kia trước giờ luôn mang đến cho Vương Lâm cảm giác luôn dịu dàng. Nhu nhược nhưng hiện tại, biểu tình lại xuất hiện một cỗ tàn nhẫn, kiên định. Hiển nhiên đây thuộc loại người ngoài mềm trong cứng. Trong đầu Vương Lâm như có một đạo thiểm điện lóe lên, ầm vang. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phương hướng Liễu Mi rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ta hiểu được, vì sao mỗi lần nhìn đến nàng đều có một loại cảm giác kỳ dị. Chính là bởi vì biểu hiện bên ngoài của Liễu Mi nhìn thấy sờ sờ như là những cử chỉ rất hữu tình. Trên thực tế là nhằm che giấu sâu trong nội tâm chân chính thuộc vô tình đạo. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào phương hướng mà Liễu Mi biến mất, hai mắt hắn lộ ra hàn mang. Tu vi của Liễu Mi ta nhìn không thấu, hiển nhiên là cao thâm hơn ta. Nếu không cũng không có khả năng trở thành đồ đệ của Chu Tức Tử. Chỉ có điều, nàng tiếp cận ra rốt cuộc có mục đích gì? Vương Lâm chau mày, tay phải vung lên, hai người Hứa Vân và Lưu Vi dừng ở ngoài mấy mươi trượng. Vương Lâm không phải là người lương thiện, nhưng nể tình sau khi thông qua biểu tình trước và sau. Khi hôn mê của hai nữ tử này mà phán đoán ra khuôn mặt thật của Liễu Mi, nên cũng không đuổi hai người này đi. À, Liễu Mi này không thừa dịp tu vi ta chưa khôi phục mà ra tay, hiển nhiên mục đích không phải là giết ta. Nhưng nhìn cô ta tiếp xúc có vẻ như hữu tình, kỳ thật lại vô tình, rất quỷ dị, cũng không phải là thiện ý. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm. Sau đó chốc lát, tay áo hắn vung lên, xoay người đi vào trong động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Tu vi hiển nhiên đã không cần lo ngại. Chỉ đợi nguyên thần hoàn toàn hồi phục là có thể khôi phục lại hóa thần trung kỳ. Tối trọng yếu nhất lúc này chính là khiến cho nguyên thần hồi phục. Muốn khôi phục nguyên thần cần phải tìm nơi nào có linh áp thật mạnh bao phủ mới có thể cưỡng ép nguyên thần hồi phục được. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt hắn lóe lên, thân mình nhoáng cái đã biến mất tại chỗ. Trong chỗ sâu bên trong linh mạch dưới luyện hồn phong, thân ảnh của Vương Lâm hiện ra. Chỗ hắn đang đứng chính là nơi sâu nhất trong linh mạch của luyện hồn phong, cách 300 trượng bên trái hắn chính là nơi có kim sắc hồn kỳ. Với khoảng cách này, con chủ hồn hình dáng giống như kỳ lân yêu thú bên trong hồn phiên không thể ảnh hưởng đến hắn. Khoanh chân ngồi nơi này, Vương Lâm có thể cảm nhận được linh lực uy áp từ bốn phía chậm rãi ngưng kết lan đến. Vương Lâm thở sâu từ từ nhắm hai mắt lại. Lúc này đây, hắn không thổ nạp linh lực mà chuyên tâm mượn cỗ linh áp này để đè ép lên nguyên thần, khiến nguyên thần thu lại nhanh chóng hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hứa Vân và Lưu Vi đã sớm tỉnh lại. Hai người nhìn đến vị trí của mình, cũng không phải là ở bên ngoài phạm vi của động phủ, lập tức đáy lòng cũng đoán ra được. Sau khi bàn bạc, hai người liền tạo ra một động phủ nho nhỏ ngay nơi vừa tỉnh dậy, sau đó ngồi xuống tu luyện. Một ngày nọ, Vương Lâm đang điên cuồng nương theo uy áp khổng lồ của toàn bộ linh mạch để đè ép nguyên thần. Bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia linh động. Nguyên thần của hắn tuy chưa thể nói là đã hoàn toàn hồi phục, nhưng so với mấy tháng trước thì đã tiến triển hơn không ít. Vết sẹo trên mặt hắn giờ chỉ còn hai khối. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thần thức dừng lại ở chỗ kim sắc hồn phiên cách đó hơn 300 trượng. Giờ phút này chỉ thấy một đạo hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài hồn phiên. Từ trong màn xương đen truyền ra từng trận gào rít. Trong rít gào, hư ảnh kia lập tức lui lại phía sau, chưa thể ngưng thật. Thần thức Vương Lâm đảo qua, lập tức nhận ra người này. Hắn đúng là lão giả ở trên tảng đá trong đại điện ngày đó. Chỉ còn thiếu lĩnh ngộ ý cảnh là có thể hóa thần đại trưởng lão luyện hồn phong. Đáng chết, uy lực thập vạn hồn phiên này càng ngày càng mạnh với tốc độ tu luyện của ta. Thì không biết khi nào mới có thể luyện hóa đây. Lão giả sắc mặt âm trầm nói. Kỳ lân yêu thú nọ khi thấy lão giả cũng đối xử như với Vương Lâm, chủ động công kích hai mắt lộ vẻ hung tợn, hơn nữa mơ hồ còn có vẻ trào phúng. Nghiệt xúc, ánh mắt lão giả lộ vẻ ác độc quát thủy tổ năm đó có lệnh. Dưới hồn phiên được trấn áp dưới tam phong của luyện hồn tông là để dành cho người có đức. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ thuộc về lão phu. Trong mũi yêu thú nọ phun ra hắc khí, vẻ khinh miệt trong mắt càng đậm. Lão giả vỗ túi chữ vật, trong tay lập tức có thêm một cây hồn phiên màu vàng nhạt. Hắn phất lên, lập tức hồn phách vô cùng vô tận hiện ra. Trong số hồn phách này có chủ hồn là Nguyên Anh hậu kỳ. Sau chủ hồn Nguyên Anh hậu kỳ là 10 phó hồn tu vi Nguyên Anh trung kỳ và sơ kỳ, còn lại là vô số những hồn phách khác. Vạn hồn phệ,
Lão giả hét lớn, hồn phiên trong tay chỉ về phía trước. Lập tức tất cả hồn phách bốn phía trong những tiếng gào thét chói tai liền đánh tới yêu thú kia. Đôi mắt yêu thú mở to, thân thể nhoáng lên, nhanh như chớp đã nhảy vào bên trong đám hồn phách, chẳng thèm trốn tránh mà ở miệng thật lớn, điên cuồng cắn nuốt. Lão giả hiển nhiên không phải lần đầu đấu pháp với con yêu thú này, trên mặt không lộ vẻ gì khác lạ mà còn hiện lên nét kiên quyết. Hắn nhìn đám hồn phách bị yêu thú cắn nuốt, cứ mỗi khi nuốt thêm một hồn phách là thân thể nó lại lớn hơn một chút. Với tu vi của hắn, vốn không thể đối kháng được với yêu thú này. May mà hắn đã luyện hồn thuật trong thời gian dài, có được vạn hồn phiên nên mới có thể miễn cưỡng đánh một trận. Chỉ một lúc sau, hai tay lão giả bắt quyết, nhanh chóng biến hóa. Lập tức một đám màu đỏ như máu từ trong tay hắn bị đẩy ra, dần dần thần sắc lão trở nên ngưng trọng. Trước người hắn xuất hiện một quả huyết cầu lớn cỡ nắm tay. Huyết tế, lão giả quát một tiếng trầm thấp. Trong nháy mắt khi hắn quát lên, huyết cầu nọ lập tức ầm một tiếng, hóa thành những điểm đỏ bao trùm cả trăm trượng. Lập tức trên thân thể đám hồn phách bị yêu thú cắn nuốt như ăn được đại bổ hoàn, điên cuồng chuyển động muốn từ trong cơ thể yêu thú thoát ra. Những hồn phách bên ngoài dưới sự dẫn dắt của chủ hồn cũng không ngừng tiến công. Thậm chí hồn phách nguyên anh kỳ này lại còn có thể phóng pháp thuật, nội công ngoại kích. Con thú này lập tức gầm lên tức giận, nhưng trong ánh mắt nó vẫn lộ vẻ trào phúng như cũ. Đột nhiên con yêu thú gào lên một tiếng mãnh liệt. Lập tức bên ngoài lá hồn kỳ màu vàng kia bay lên một luồng hắc khí. Hắc khí này trong nháy mắt biến hóa, không ngờ lại hình thành một đầu yêu thú nữa. Hai đầu yêu thú giống có vẻ ngoài hệt nhau. Sắc mặt lão giả trở nên khó coi. Hắn mỗi lần đấu pháp với yêu thú này, cứ khi con yêu thú thứ hai xuất hiện là không địch nổi bại lui. Lúc này khi thấy con yêu thú thứ hai xuất hiện, lập tức ánh mắt lão trở nên âm trầm. Hắn vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay lóe lên hắc mang, hóa thành một cái chuông lớn hiện ra. Nắm chuông được làm bằng gỗ, trên đó có những vân gỗ thiên nhiên phức tạp. Lão phu mượn trọng bảo của tòa thần phong là thần phiên linh để đối phó với yêu thú thứ hai của ngươi. Tên riêng của cái chuông, lão giả hét lớn một tiếng, cái chuông trong tay rung lên, lập tức những tiếng đinh đinh đang truyền ra. Tiếng chuông vừa vang lên liền lập tức hóa thành một yêu thú hư ảo có hình người, rít gào lao tới con kỳ lân kia. Hai con kỳ lân đều bị vây khốn, gào thét liên tục. Sắc mặt lão giả lộ vẻ vui mừng, toàn lực điều khiển pháp bảo trong tay. Nhưng đúng lúc này, một luồng hắc khí từ trong hồn kỳ màu vàng lại hiện lên, đầu kỳ lân thứ ba xuất hiện. Lão giả không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này hắn tiến được nhiều nhất, bước ra được ba đầu yêu thú. Lúc này hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ. Trước đây hắn cũng không biết là trong cây hồn phiên này có bao nhiêu đầu yêu thú. Vốn lúc đầu tưởng rằng chỉ còn một con, nhiều năm trước hắn dùng hồn phiên chế trụ được một con. Chưa kịp phân thắng bại thì đột nhiên một con nữa hiện ra. Lần thứ hai tới, cũng là thua con thú thứ hai kia. Lần này là lần thứ ba, hắn quyết tâm đổi lấy pháp bảo này, nhưng cuối cùng lại khổ sở phát hiện ra là còn có con thứ ba. Do vậy hắn không khỏi phải nghĩ tới, có lẽ sau con thứ ba còn con thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Khó trách hồn phiên này đã ở đây nhiều năm mà cuối cùng không người này có thể nhận được. Lão giả thầm than, đang muốn bỏ cuộc. Đột nhiên một luồng thần thức khổng lồ bỗng phủ khắp bốn phía. Sắc mặt lão giả đại biến. Dưới thần thức này, hắn không ngờ ngay cả sức phản kháng cũng không có. Loại cảm giác này chỉ năm đó khi đối mặt với lão tổ hóa thần kỳ mới cảm nhận được. Nhưng so với cảm giác năm đó, lúc này lại còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nhất định là một lão tổ hóa thần kỳ xuất quan. Thân thể lão giả run lên lập tức nói, đệ tử Ngô Đạo, tham kiến lão tổ. Thần thức nọ vừa quét qua, đầu yêu thú thứ ba lập tức hự một tiếng bi thảm, thân thể bị nhiều đạo hắc khí cuốn lấy, gào thét muốn thoát ra. Đệ tử Ngô Đạo Khải, tham kiến lão tổ. Thần thức nọ vừa quét ra, đầu yêu thú thứ ba lập tức hừ thảm một tiếng. Bị từng đạo hắc khí cuốn lấy thân mình, gào rít dãy dụa muốn thoát ra. Một tiếng hừ lạnh từ trong hư không truyền đến, sau đó biến hóa ra một bàn tay to lớn, hướng về kim sắc hồn phiên chụp lấy. Lúc này, kim sắc hồn phiên không gió cũng rung động. Lập tức liên tiếp ba đầu kỳ lân yêu thú từ trong hồn phiên biến ảo ra, hướng về bàn tay gào rít xông tới. Chỉ trong nháy mắt, ba con kỳ lân yêu thú thoáng hiện lên hung mang, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn ẩn chứa một tia kiêng kỵ. Bàn tay to lớn kia vỗ một cái, lập tức một đầu kỳ lân hừ thảm một tiếng, tiêu tan, hóa thành vô số hồn phách, hướng ra bốn phương tám hướng ầm ầm thoát đi. Còn hai con kỳ lân khác lập tức lao lên, giằng co cùng một chỗ với bàn tay to lớn kia. Bên trong thần thức lại truyền ra một tiếng hừ lạnh, vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng gào thét xông tới. Đám hắc khí này ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cây trường thương, lóe ra từng trận lôi điện màu đen, đâm tới hai con kỳ lân. Lấy tu vi của Vương Lâm trước đây thì còn không thể đối phó với con yêu thú này. Dù sao lúc ấy tu vi của hắn chẳng qua chỉ mới khôi phục đến Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn dĩ nhiên đã đột phá Nguyên Anh. Có thể nói giờ phút này hắn là một hóa thần kỳ tu sĩ không có ý cảnh. So với chân chính hóa thần kỳ tu sĩ thì không bằng, nhưng để đối phó với con yêu thú này thì lại thừa sức. Trong kim sắc hồn phiên giờ phút này truyền ra một tiếng gào rít, so với tất cả các con kỳ lân kia càng thêm khổng lồ. Lập tức một đạo khí tức màu vàng mạnh mẽ xuất hiện,
Nháy mắt khi khí tức màu vàng này xuất hiện, những con kỳ lân yêu thú đều run lên, nổ tung bùm bùm, hóa thành vô số hồn phách hướng về khí tức màu vàng dung hợp lại. Trong khi kỳ lân yêu thú tan biến, Ngô Đạo Khải hừ thảm một tiếng. Hồn phiên và pháp bảo của hắn đang giằng co với kỳ lân yêu thú. Giờ đây đối phương đột nhiên tan biến, hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn lại, lập tức khiến thân thể hắn bị trọng thương. Hắn kinh hãi đang muốn thối lui, nhưng vào lúc này một đạo hư ảnh xuất hiện trước người hắn điểm một cái. Thân mình Ngô Đạo Khải lập tức lụi xuống, ngã trên mặt đất, rơi vào hôn mê. Vương Lâm đứng trước người Ngô Đạo Khải, hồn phiên và tử mộc phiên linh của hắn rơi vào tay Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, nhìn chằm chằm vào khí tức màu vàng đang không ngừng ngưng tụ lại. Hóa ra đây mới chính là chủ hồn của hồn phiên. Những yêu thú trước đó chẳng qua chỉ là phó hồn mà thôi. Sau khi khí tức màu vàng hấp thu hết các hồn phách hiện có, giống lớn một tiếng làm rung chuyển cả luyện hồn phong. Nháy mắt một con kỳ lân thú thật lớn, toàn thân phát ra kim mang như một thật thể. Chứ không có cảm giác, chỉ là hồn phách xuất hiện phía đối diện của Vương Lâm. Hình dạng của kỳ lân thú cùng với Lăng Thiên Hậu ở tiên giới có chút giống nhau, chỉ trừ màu sắc là có sự khác biệt. Ngoài ra, hơi thở cũng không mạnh như của kiếm tôn Lăng Thiên Hậu. Kỳ lân tàn hồn. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào con thú, tay phải hắn giơ lên chộp vào khoảng không. Nhất thời, từng luồng khí đen từ bốn phương bay tới, ngưng tụ thành một thanh trường thương trong tay hắn. Con kỳ lân màu vàng giống lên một tiếng, bất chợt một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện. Sau đó, nó lóe lên một cái rồi lao về phía Vương Lâm. Trường thương trong tay Vương Lâm cũng run run, đâm ra một cái. Một tiếng nổ vang lên, linh mạch xung quanh xuất hiện vô số những khe nứt. Vương Lâm lui lại hai bước, luồng ánh sáng hóa thành một đốm sáng nhỏ rồi biến mất. Kỳ lân Lăng Thiên Hậu tuy còn sống nhưng lại không thể truyền thừa, không thể thi triển pháp thuật. Còn chút tàn hồn trước mắt tuy yếu hơn nhưng lại có thể sử dụng pháp thuật, hiển nhiên là nó có sự truyền thừa. Vương Lâm vỗ vào túi chữ vật một cán, bất chợt hai cái chuông xuất hiện. Hắn phất tay một cái, hai cái chuông liền lóe lên lao về phía kỳ lân. Kỳ lân liền dựng đứng người, hai chân trước của nó đạp mạnh một cái. Nhất thời, một tiếng nổ vang lên, linh mạch xung quanh lập tức bị phá hủy. Một luồng lực oanh kích lan đến khiến cho cả hai cùng chao đảo, chậm lại thế công. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, thân thể hắn thoáng động, trường thương trong tay run lên đâm mạnh về phía trước. Trong tiếng nổ ầm ầm, trường thương hóa thành một tia sáng màu đen xuyên qua cơ thể kỳ lân thú. Con thú rít lên một tiếng kinh người, từ chỗ bị trường thương xuyên qua, tản ra từng làn khí màu đen, hóa thành hồn phách của vô số người. Vương Lâm chẳng nói chẳng rằng vỗ vào túi trữ vật, nhất thời, hồn phiên liền xuất hiện. Sau khi hắn vung lên một cái, đám hồn phách liền bay về phía hồn phiên. Kỳ lân thú giống lên một tiếng thật to. Nhất thời, đám hồn phách bay ra lại bị nó hút vào trong cơ thể. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải của hắn vung lên một cái liền xuất hiện hồn tuyền. Sau đó bắt đầu đấu pháp cùng với kỳ lân thú để cướp đoạt hồn phách. Hai cái chuông lập tức biến thành to, trong nháy mắt đã bao phủ quanh kỳ lân thú. Kỳ lân thú cũng rít lên một tiếng, từ trong hai lỗ mũi của nó phun ra một làn khói đen, hóa thành hai con tiểu kỳ lân thú mà đánh về phía hai cái chuông. Tay phải Vương Lâm bắt quyết, lập tức từng đạo cấm chế bay ra xung quanh. Rồi đồng loạt đánh về phía con thú, phong ấn nó vào bên trong. Sau đó, hắn thu hồi lại hai cái chuông. Nhìn đám hồn phách đang tản ra từ trong cơ thể kỳ lân thú, Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng quát. Nghiệt xúc, nếu ngươi có bản lãnh của tổ tiên thì Vương Lâm không thể địch lại. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một chút hồn phách còn sót lại mà ngưng tụ thì phá ngươi cũng chẳng có gì khó. Vừa nói, hai tay Vương Lâm nhanh chóng đánh ra từng đạo tàn ảnh cấm chế về bốn phía của kỳ lân thú. Chúng giống như một đám mạng nhện từ trên cao chụp xuống. Con kỳ lân thú giống lên, dãy dụa, khiến cho cấm chế bị phá hủy rất nhiều. Nhưng hai tay của Vương Lâm vẫn chưa dừng lại, liên tục xuất ra cấm chế mà đánh lên người kỳ lân. Từ từ, trên trán Vương Lâm xuất hiện đầy mồ hôi. Vô số cấm chế được hắn đánh ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Kỳ lân thú gầm giống liên tục, nhưng thân thể của nó giống như chìm vào trong nước mà yếu ớt dần. Trong mắt Vương Lâm lóe lên tia sáng, tay phải hắn vỗ vào túi trữ vật. Từ trong túi liền bay ra một lá tiểu kỳ. Cấm phiên vừa xuất hiện liền rung nhẹ một cái. Vô số cấm khí rít lên bay ra. Một cây trường thương màu đen chợt xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Hắn qua khẽ một tiếng, cây trường thương liền phóng về phía con kỳ lân màu vàng. Đồng thời, tay phải Vương Lâm cũng nhanh chóng bắt quyết đánh ra từng đạo hồn tuyền. Thân hình hắn giống như một tia chớp xuyên qua hai ba cái hồn tuyền rồi dừng lại. Cây trường thương màu đen rít lên giữa không trung đâm về phía kỳ lân. Hai mắt của nó tràn ngập sự tức giận. Thân thể của nó thoáng run nhẹ, nhất thời xung quanh xuất hiện hơn 10 luồng sáng màu vàng. Mấy tiếng nổ vang lên. Cây trường thương ngưng tụ bởi cấm chế cùng với những luồng sáng màu vàng va chạm với nhau cùng biến mất. Tuy nhiên, vẫn có một chút trường thương đâm được vào cơ thể nó. Nhất thời, rất nhiều hồn phách lập tức túa ra hồi bị hồn tuyền mà Vương Lâm đã bố trí từ trước hấp thu. Kỳ lân thú giống lên một tiếng thật to, cố gắng dễ dụ khiến cho cấm chế trên người nó liên tục bị phá vỡ. Vương Lâm nhướng mày,
Hắn chỉ nghĩ con kỳ lân thú do một chút hồn phách còn sót lại mà biến ảo ra thân thể hư ảo chứ không có uy lực như thế. Có thể nói chút hồn phách đó so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ đại viên mãn cũng không khác nhiều lắm. Chỉ cần thêm thời gian là có thể đạt tới thực lực tương đương với anh biến kỳ. Ánh mắt Vương Lâm âm trầm, tay phải hắn vẫy nhẹ về phía trước, khu thú quyển lập tức bay ra rồi thần xa xuất hiện. Hồn thú trên thần xa sau khi đánh với Hồng Điệp một trận đã bị suy yếu. Nhưng vào lúc này, hồn thú trên chiến xa vừa nhìn thấy tàn hồn của kỳ lân thú liền chấn động, ánh mắt tỏ ra một sự thèm thuồng. Tàn hồn của kỳ lân nhìn thấy hồn thú lập tức hạ thấp người xuống, giống như gặp phải thiên địch của nhau. Nó không hề dãy dụa nữa, ánh mắt lộ rõ ý chí chiến đấu. Nhìn thấy cảnh đó, Vương Lâm thốt lên một tiếng nho nhỏ, tinh quang trong mắt hắn lóe lên. Tay phải liền đánh ra một đạo linh quyết vào trên chiến xa. Con hồn thú trên đó lập tức rít lên mừng rỡ. Lần đầu tiên nó không đợi chiến xa mở ra đã lập tức xuất hiện. Thậm chí nó chẳng thèm quay sang thôn phệ Vương Lâm mà lôi theo sợi xích màu đen lao tới tàn hồn của Kỳ Lân. Tàn hồn Kỳ Lân cũng gào lên một tiếng, vô số luồng sáng màu vàng chợt xuất hiện chắn trước người, ngăn cản hồn thú. Hồn thú gầm thét lao tới, một tiếng nổ vang lên, tất cả luồng sáng vỡ nát. Thân thể hồn thú lập tức va chạm với tàn hồn Kỳ Lân thú. Nhất thời, cả hai con thú cùng hừ lên một tiếng. Hồn thú lao tới rất mạnh nên thân thể nó kéo sợi xích sắt thẳng tắp khiến cho nó cảm thấy đau nhức. Tuy nhiên, nó vẫn không lùi lại mà quay đầu há miệng táp vào sợi xích. Hồn thú tức giận quay lại phía Vương Lâm giống lên, tỏ rõ ý định của nó. Tàn hồn của Kỳ Lân thú không thể địch lại hồn thú. Cấm chế trên người nó nhất thời bị phá vỡ. Thân thể của nó lập tức xuất ra vô số hồn phách. Hồn phách vừa mới xuất hiện liền bị hồn tuyền ở bốn phía xung quanh nhanh chóng hấp thu, trong nháy mắt đã nuốt hết. Màu vàng trên thân thể Kỳ Lân không còn rõ ràng như trước mà trở nên hư ảo. Nó nhìn hồn thú chằm chằm, ánh mắt không hề cam lòng. Nó gầm nhẹ một tiếng nhưng không dám tiến lên. Dù sao thì bây giờ nó cũng chỉ là tàn hồn. Nếu thời kỳ mạnh nhất thì cũng chẳng sợ hồn thú, nhưng vào lúc này lại không thể bằng. Kỳ Lân thú bị đánh bay, vị trí của nó trước đó nhất thời lộ ra một cái hồn phiên màu vàng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không hề do dự xuất hiện ngay bên cạnh hồn phiên. Hắn đang định cầm lấy hồn phiên thì Kỳ Lân thú giống lên giận dữ, trùng tới. Vương Lâm cười lạnh, tay phải hắn điểm một cái vào không trung về phía chiến xa. Nhất thời, sợi xích sắc khóa hồn thú trên chiến xa biến mất. Không bị sợi xích trói buộc, hồn thú hưng phấn giống lên một tiếng. Thân hình nó giống như một tia chớp, lao ra. Cái miệng rộng của nó đớp về phía Kỳ Lân thú. Kỳ Lân thú không cam lòng giống lên một tiếng thật to. Bất đắc dĩ nó phải bỏ qua Vương Lâm mà xoay người bỏ chạy. Nhất thời, hai con thú chuyển sang đuổi nhau. Những hồn phách bay ra từ cơ thể Kỳ Lân thú lập tức bị hồn tuyền hấp thu. Vương Lâm ôm lá cờ màu vàng trong tay. Trong nháy mắt khi tay hắn đụng tới hồn phiên, một cảm giác lạnh như băng liền chui vào trong người. Sau khi chạy được mấy vòng, nó liền trở nên yên lặng. Ánh mắt Vương Lâm tỏ rõ sự vui mừng. Hắn há miệng phun ra một chút tinh huyết lên hồn phiên. Giọt tinh huyết của hắn nhanh chóng bị hồn phiên hấp thu. Lên, Vương Lâm hét lên một tiếng. Cánh tay hắn nâng lên, đồng thời lá hồn phiên màu vàng cũng lập tức bay lên theo. Nhất thời, một cánh tay bao bởi làn khí đen từ trong hồn phiên chợt hiện ra, xuyên thẳng qua luyện hồn phong. Từ xa nhìn lại, luyện hồn phong có hắc khí bốc lên ngùn ngụt. Sau đó nó hóa thành một cái lòng khí đen rồi nhanh chóng tản ra bốn phía. Vào lúc này, tất cả đệ tử trên luyện hồn phong đều ngẩng đầu, trợn mắt há mồm nhìn khí đen trên đỉnh núi. Trước đó, bọn họ đã nghe thấy những tiếng rít gào từ trong ngọn núi vọng ra. Nhưng tiếng gầm giống đó ẩn chứa một thứ lực lượng rất mạnh khiến cho bọn họ không dám dò xét. Ở sâu trong ba ngọn núi của luyện hồn tông, chín cái vòng sáng màu vàng chợt run run. Trên cái vòng tròn thứ 8 chợt xuất hiện một người có mái tóc hoa râm. Người đó nhìn chằm chằm về phía làn khí đen. Đang chuẩn bị đi xem nó là cái gì thì hắn chợt đứng lại. Sau đó liền xoay người về phía 9 vòng sáng màu vàng. Phía sau 9 vòng sáng đó ẩn hiện một vòng sáng đỏ như máu. Hắn cung kính nói: "Tuân lệnh ý chỉ của lão tổ." Nói xong, hắn lại trở vào trong vòng sáng rồi biến mất. Vương Lâm cầm lá hồn phiên màu vàng, hắn phất nhẹ một cái rồi quát: "Kỳ Lân chủ hồn, thu." Trong khoảng khắc, con Kỳ Lân màu vàng đang bị hồn thú bức cho cuống cuồng, nhiều lần suýt bị nuốt mất liền hóa thành một tia sáng màu vàng rồi bay vào trong hồn phiến. Vương Lâm cầm hồn phiên trong tay mà cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi. Lần này, hắn đã tìm được bảo vật. Lúc này, hồn thú thực sự tức giận. Trong lòng nó vốn đã căm hận Vương Lâm rất sâu nên vào lúc này, thấy hắn cướp đi món ăn bổ của mình liền xoay người gầm lên mà lao đến. Tuy Vương Lâm không thể điều khiển được hồn thú nhưng vẫn có thể phong ấn được nó. Vì vậy mà hắn vẫn bình tĩnh, tay phải bắt quyết rồi điểm một cái vào không trung. Nhất thời, một sợi xích sắt từ trên chiến xa chợt xuất hiện, khóa chặt lấy hồn thú. Hồn thú vội vàng giống lên một tiếng giận dữ rồi bị lôi trở về, biến mất trên chiến xa. Ngay lập tức chiến xa lại hóa thành khu thú quyển. Vương Lâm cũng không đeo nó vào cổ tay, sau khi phong ấn liền cho vào trong túi trữ vật.
Làm xong mọi việc, thân thể hắn chợt lóe lên rồi biến mất vào chỗ sâu nhất trong linh mạch. Sau đó, hắn lại xuất hiện trên luyện hồn phong. Và lúc này, khí đen trên đỉnh núi cực nhiều. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn làn khí đen mà trầm tư suy nghĩ. Âm thanh vang động vừa rồi chắc chắn sẽ bị tu sĩ ngoài hóa thần của luyện hồn tông phát hiện. Nhưng bây giờ lại không có một ai tới đây. Việc này Vương Lâm nhìn chăm chú vào 9 vòng sáng màu vàng. Sau đó lại liếc nhìn 2 vòng sáng đỏ như máu mấy lần. Vào lúc này, mặc dù tu vi của hắn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cũng chẳng hề e ngại. Cho dù là tu sĩ anh biến kỳ đến đây hắn cũng có thể xé mở vết nứt không gian rồi sử dụng tinh la bàn để bỏ đi. Bất chợt hắn nhìn thấy một đôi mắt tang thương nhưng có chút thiện ý lóe lên trong vòng sáng đỏ như máu rồi biến mất. Vương Lâm chớp chớp hai mắt. Lão phu chờ ngươi đã lâu, người này là... Ánh mắt trong vòng sáng đỏ như máu biến mất, Vương Lâm trầm ngâm một lúc. Bây giờ, có ở lại luyện hồn tông nữa hay không cũng không còn quan trọng. Để nguyên thần hồi phục trừ khi có linh đan diệu dược, nếu không chỉ có thể dưới uy áp rất mạnh mới có thể. Nói chung biện pháp không phải không có nhưng có chút nguy hiểm. Vương Lâm nhìn về phía 2 đỉnh chiếu phách và tỏa thần, suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt trở nên kiên quyết hơn. Thân thể hắn chợt động, hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt hắn vọt lên khỏi luyện hồn phong mà bay về phía chiếu phách phong. Khi thân ảnh của hắn vọt qua, một nữ tử có vóc người nổi bật đứng ở một góc trên luyện hồn phong, nhìn Vương Lâm chăm chú. Nàng than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Khôi phục thật là nhanh, muốn để trong lòng hắn có bóng hình của ta thì phải biết được trong tâm hắn có cái gì. Nhưng tiếp xúc mấy ngày, ta vẫn không thể nhìn thấu tâm của hắn." "Vương sư huynh, tâm của ngươi cuối cùng thì nó là cái gì?" Vương Lâm hạ xuống trừ phách phong, thần thức của hắn đảo qua liền tìm ra một cái động phủ. Thân ảnh của hắn giống như một tia chớp vọt tới đó. Trong động phủ đó chính đệ tử có tu vi cao thâm nhất nếu không kể đến đại trưởng lão Tô Kim Thế. Vương Lâm vừa mới xuất hiện, Tô Kim Thế đang khoanh chân thổ nạp liền mở hai mắt, nét mặt có chút khó chịu. Vương Lâm đứng trong động phủ của Tô Kim Thế, liếc mắt nhìn gã một cái rồi nói một cách bình thản: "Ngươi có thể có được trừ phách ngọc giản." Tô Kim Thế trầm mặc một chút rồi gật đầu, hắn không nhìn được tu vi của đối phương, đồng thời cũng chưa gặp người này một lần nào. Nhưng nhìn quần áo người đó mặc thì đó cũng là một người trên luyện hồn phong. Ở luyện hồn tông, đệ tử của 3 ngọn núi có thể trao đổi lẫn nhau. Nếu người nào có đủ bản lĩnh thì toàn bộ tam pháp luyện hồn cũng có thể có được. Nhiều năm trước Tô Kim Thế đi qua luyện hồn phong đã có được một cái ngọc giản luyện hồn. "Trừ phách ngọc giản ta có thể cho ngươi, chỉ có điều ta có một cây luyện hồn phiên. Trên đó còn thiếu hơn 300 tử hồn là có thể trở thành thiên hồn phiên. Ngươi xuất ra 300 tử hồn, ta sẽ cho ngươi xem." Tô Kim Thế cắn răng nói. Vương Lâm liếc mắt nhìn Tô Kim Thế một cái. Với thân phận của hắn chẳng cần phải đi cướp đoạt làm cái gì. Tay phải vỗ túi chữ vật, nhất thời một lá thiên hồn phiên xuất hiện trên tay. Trên lá hồn phiên này có hơn 2.000 tử hồn. Hắn rung nhẹ tay liền có 300 tử hồn bay ra. Tay trái Vương Lâm chụp một cái, 300 hồn phách liền bị nắm lại thành một hạt châu màu đen to bằng nắm tay rồi ném cho Tô Kim Thế. Tô Kim Thế cũng là một người thẳng thắn, lập tức lấy từ trong túi chữ vật ra một cái ngọc giản màu hồng, đưa cho Vương Lâm, nói: "Sư huynh xưng hô thế nào?" "Thanh Mộc." Vương Lâm cầm lấy ngọc giản, dụng thần thức đảo qua. Quả nhiên trong ngọc giản có ghi chép, làm sao có thể có được sinh hồn và một loạt phương pháp làm thế nào có thể giữ cho nó không bị tiêu tán. Cuối cùng còn có phương pháp dùng sinh hồn để luyện phiên. Thuật trừ phách cũng có 3 loại thần thông là định thần, dẫn hồn và tự cổ. Định thần là thuật căn bản của trừ phách. Nếu không có định thần mà cố gắng trừ phách thì xác suất thành công cũng không cao. Chỉ có sau khi thi triển thuật định thần, xác suất thành công mới tăng lên nhiều. Dẫn hồn mới là pháp thuật chính thức của trừ phách. Nó chính là phương pháp có thể rút sinh hồn ra từ trong cơ thể người sống. Về loại pháp thuật cuối cùng là tự cổ thì đây là một loại pháp thuật ác độc nhất. Nó cũng là pháp thuật có uy lực mạnh nhất trên trừ phách phong, đồng thời nó cũng là một loại huyết tế nổi danh trên luyện hồn phong. Tự cổ là một loại pháp thuật kỳ dị. Nó có thể biến sinh hồn thành một loại cổ là một loại độc vật làm hại người. Tương truyền những nơi mán mọi hay cho vật ấy vào trong đồ ăn uống. Người nào ăn phải thì sinh ra rồ dại mê man. Tự cổ là nuôi dưỡng cái loại độc vật đó, từ đó có thể giết người một cách vô hình. Thậm chí luyện hóa trong một thời gian dài có thể tạo ra được một loại cổ hồn thú có thực lực tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì thuật tự cổ cũng chẳng có gì đặc biệt. Cách đây vô số năm trên trừ phách phong có một tên đệ tử phản lại sư môn mà ra ngoài. Hắn đã dùng chính thuật tự cổ, sau đó thay hình đổi dạng rồi hoành hành khắp tứ cấp tu chân quốc. Cuối cùng hắn tự kiến tông lập phái xưng là Đan Ma Đạo. Không biết người này sử dụng các loại phương pháp nào mà có thể lấy cổ hồn thú luyện hóa thành đan. Sau đó lại dung nhập thêm lục khí của tử thi mà hình thành lục đan. Hắn cũng sử dụng phương pháp đó mà tu luyện thành công đạt tới cảnh giới hóa thần. Có thể nói đó chính là một thiên tài. Lục đan hoàn toàn khác với kim đan. Kim đan chỉ có thể có một mà lục đan thì số lượng không hạn chế. Người đó sử dụng pháp thuật tự cổ, cả đời luyện hóa hơn 10 vạn lục đan.
Khi ra tay, vô số lục đan tự bạo có uy lực rất mạnh. Cho dù anh biến lão quái cũng phải đau đầu khi gặp người đó. Nếu bình thường cũng chẳng đi tìm hắn gây rắc rối làm gì. Dù sao thì mấy vạn lục đan tự bạo uy lực có thể nói là kinh thiên động địa. Nếu người đó mà cho toàn bộ lục đan tự bạo thì uy lực không thể tưởng tượng nổi. Luyện hồn tông đối với người đó chưa bao giờ truy cứu việc phản môn. Việc này khiến cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng, người đó mất tích rồi cũng chìm dần vào trong dòng sông lịch sử. Tô Kim Thế liếc nhìn Vương Lâm một cái nói: "Sư huynh muốn đi tỏa thần phong để lấy ngọc giản tỏa thần hay sao?" Vương Lâm thu hồi ngọc giản trừ phách rồi gật đầu. Tô Kim Thế cười khổ nói: "Sư huynh có thể không cần phải đi. Ngọc giản tỏa thần, trên cả tỏa thần phong không có người nào có. Cũng chỉ có lão tổ hóa thần mới có thể xem nó. Đệ tử tỏa thần phong chủ yếu là tu luyện vật, không giống với chúng ta. Nơi bọn họ ở cùng tu luyện cả luyện hồn và trừ phách." Vương Lâm hơi gật đầu, thân ảnh hắn lóe lên rồi biến mất. Sau khi xuất hiện, hắn đã có mặt trên tỏa thần phong. Tùy ý tìm một tên đệ tử để hỏi, hắn cũng nhận được đáp án giống như của Tô Kim Thế. Về phần linh mạch ở sâu trong trừ phách và tỏa thần phong, Vương Lâm cũng dò xét qua. Ở hai nơi này cũng chỉ có tỏa thần phong là có một lá hồn phiên. Nhưng có điều uy lực của nó cũng không lớn. Hơn nữa, hồn phách bên trong ưu, khuyết điểm không đồng nhất. Vương Lâm thuận tay thu lại. Còn ở trừ phách phong lại hoàn toàn trống không. Hiển nhiên là có người đã lấy hồn phiên ở đây đi. Sau khi làm xong, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn 9 vòng sáng màu vàng và 2 vòng sáng đỏ như máu. Hai mắt hắn chớp chớp rồi tỏ rõ một sự kiên định. Cuối cùng nguyên thần có thể khôi phục lại hay không thì chỉ có thể xem hôm nay thế nào. Ta muốn khiêu chiến anh biến lão quái của luyện hồn tông. Chỉ có dưới uy áp của anh biến lão quái, nguyên thần của ta mới có thể hồi phục. Tới khi đó, ta sử dụng tinh la bàn thoát di. Anh biến lão quái muốn đuổi theo cũng không kịp. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ rõ ý chí chiến đấu. Thân thể hắn khẽ động, hóa thành một dải cầu vòng bay về phía 9 vòng sáng. Đồng thời, tay trái hắn xuất ra thập vạn kim sắc hồn phiên. Tay phải lại cầm cấm phiên có đủ 999 đạo cấm chế. Thân ảnh Vương Lâm trong nháy mắt đã tới bên ngoài 9 vòng ánh sáng màu vàng. Khi gần tới nơi, hai tay Vương Lâm phất nhẹ một cái. Nhất thời, là hồn phiên bên tay trái rít lên một tiếng giống như tiếng khóc. Con kỳ lân màu vàng giống lên một tiếng rồi xuất hiện. Phía sau nó là một loại kỳ lân yêu thú có 9 đầu màu đen. Cùng với vô số hồn phách hóa thành, những cơn gió đen đang rít lên giữa không trung. Toàn bộ không gian trên luyện hồn tông đều bị hồn phách bao phủ, chỉ có những tiếng than khóc mà thôi. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sử dụng thập vạn kim sắc hồn phiên. Uy lực của nó đã nằm ngoài sự tưởng tượng của hắn. Con kỳ lân màu vàng giống lên nhằm về phía 9 vòng sáng màu vàng. Mấy tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, con kỳ lân màu vàng cùng với phó hồn phía sau cùng đánh lên vòng sáng. 9 vòng sáng lóe lên một cái, biến thành 9 người bao gồm cả nam và nữ với độ tuổi khác nhau. 9 người này đúng là 9 đại tu sĩ hóa thần của luyện hồn tông. Sau khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm con kỳ lân màu vàng mà khiếp sợ. Con kỳ lân màu vàng lùi lại 2 bước, cái đầu khổng lồ của nó lắc mạnh rồi phun ra 2 luồng khí đen tản ra xung quanh. Vương Lâm vọt lên đứng trên đỉnh đầu con kỳ lân màu vàng. Con thú hơi do dự một chút nhưng cũng không lắc đầu. Ánh mắt nó lóe lên sự hung hãn nhìn chằm chằm 9 người. To gan, một nữ tử trung niên trong 9 người có tướng mạo bình thường, tu vi hóa thần sơ kỳ lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Thân thể nàng thoáng động đang định ra tay. Ánh mắt Vương Lâm liếc qua rồi quát: "Biến!" Hơi thở mênh mông từ trong cơ thể Vương Lâm cuồn cuộn tuôn ra. Hơi thở quá mạnh vượt ra ngoài khả năng mà nữ tử có thể chịu đựng. Dù sao thì tu vi của Vương Lâm cũng không phục tới hóa thần kỳ, chỉ còn kèm ý cảnh. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã từng chiến thắng Hồng Điệp. Cái tên Tằng Ngưu nổi danh ở Chu Tước Tinh. Với tu vi và kiến thức của hắn thì làm sao đám tu sĩ tầm thường có thể sánh bằng. Dù sao thì nữ tử cũng chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ. Năm đó, khi hắn mạnh nhất, muốn giết ai thì dù không phải dễ như trở bàn tay nhưng cũng chẳng quá khó. Giết tu sĩ cùng đẳng cấp với giết tu sĩ không cùng đẳng cấp có ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Vào lúc này, Vương Lâm hét lớn một tiếng, hơi thở của hắn khiến cho nữ tử mới đạt tới hóa thần sơ kỳ vội vàng lui lại mấy bước. Sắc mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt kinh hãi. Điều đó khiến cho nàng lập tức nổi giận. Từ sau khi đạt tới tu sĩ hóa thần sơ kỳ, nàng chưa từng bị người nào quát mắng như thế. Nhưng trong nháy mắt, nàng cố gắng kìm chế cơn giận, nhìn Vương Lâm chằm chằm không ngừng cười lạnh. Có thể trở thành tu sĩ hóa thần kỳ làm sao có thể là một kẻ ngu. Nàng nghĩ người này dám đến đây khiêu khích chắc chắn ngoài thực lực bản thân, còn có những thứ khác nữa. Chỉ cần nhìn con kỳ lân màu vàng, nàng cũng đã không phải là đối thủ. Chín vị xin hãy nhường đường. Vương Lâm đứng trên đỉnh đầu kỳ lân, ánh mắt bình tĩnh, nói một cách chậm rãi. Cuồng vọng, một lão nhân mặc thanh bào trong 9 người, nheo mắt hừ lạnh một tiếng. Tay phải điểm nhẹ một cái về phía trước, một đạo linh quang chợt xuất hiện giữa không trung rồi biến thành một sợi xích sắt. Sợi xích uốn lượn lao về phía Vương Lâm.
cấm phiên trong tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức vô số đạo cấm khí ầm ầm lao ra, đan trước mặt hắn rồi hóa thành một cây trường thương màu đen. Vương Lâm điểm nhẹ một cái, trường thương liền lao ra. Một tiếng nổ vang lên, trường thương đâm trúng xích sắt. Nhất thời, sợi xích sắt vỡ ra thành từng mảnh vụn. Tốc độ của trường thương vẫn không hề giảm, như một tia chớp lao về phía lão già. Đồng thời, hồn phiên trong tay trái Vương Lâm chợt động. Con kỳ lân màu vàng dưới chân gầm lên một tiếng. Sau khi Vương Lâm thốt lên một tiếng, thôn, 10 vạn hồn phách đang bay lượn xung quanh rít lên mà lao tới. Từ xa nhìn lại trong luyện hồn tông, lúc này như có một cơn lốc khổng lồ đang di chuyển. Đúng lúc này, một thanh âm già nua từ trong vòng sáng đỏ như máu vọng ra. Tiểu hữu, lão phu chờ ngươi đã lâu. Đột nhiên, một người mặc trường bào màu xanh nhạt từ trong vòng tròn đỏ như máu bước ra. Bộ quần áo của người đó rất rộng, thân thể mới động đã lập tức tung bay. Sắc mặt người đó xám xịt, thoạt nhìn rất già nhưng lại có một đôi mắt rất sáng. Hắn liếc mặt nhìn Vương Lâm sau đó tay phải vung lên. 9 người các ngươi lui ra ngoài. Một cái vung tay nhẹ nhàng nhưng lại tạo ra một nguồn lực rất mạnh tỏa ra xung quanh. 9 vị tu sĩ hóa thần đều cung kính, nương theo lực lượng đó mà biến mất. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lộ ra một ý chí chiến đấu. Tu vi của lão, hắn tuy không thể nhìn thấu, nhưng vẫn có thể khẳng định chắc chắn là anh biến kỳ. Tằng Ngưu tiểu hữu, lão phu đã đợi cái ngày này 2 năm rồi. Ánh mắt của lão nhìn Vương Lâm có một chút kỳ dị. Gần như ngay lập tức, Vương Lâm liền nhận ra đôi mắt đó chính là đôi mắt mà hôm qua hắn nhìn thấy. Việc đối phương biết được thân phận của mình, Vương Lâm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu Liễu Mi có thể tìm đến nơi này thì vị lão tổ anh biến kỳ của luyện hồn tông có thể biết được cũng không có gì lạ. Hôm nay, hai chúng ta gặp nhau. Trước tiên, ta tặng tiểu hữu một chút lễ vật rồi nói chuyện cũng không muộn. Lão liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu. Sau khi trầm ngâm một chút, tay phải chợt giơ lên chỉ về phía luyện hồn phong. Thanh âm ôn hòa nói chuyện với Vương Lâm đột nhiên trở nên hung dữ, tỏa ra sát khí hết sức lạnh lẽo. Liễu Mi tiểu bối, trong vòng 10 tức hãy lăn ra khỏi phạm vi ngàn dặm của luyện hồn tông. Nếu không, cho dù ngươi là đệ tử Chu Tước, lão phu cũng giết như thường. Biến. Trên luyện hồn phong, dáng người tuyệt đẹp của Liễu Mi chậm chậm bay lên, nét mặt đau đớn cung kính nói: "Tiền bối, vãn bối có sư mệnh trong người, mà ta cũng không chọc giận ngài, ngài cần gì phải làm như thế?" Sắc mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại nhanh chóng phân tích tình hình trước mặt. Sáu tức, ánh mắt lão nhân bình thản nói: "Tiền bối, nếu vãn bối trở về như thế này, chắc chắn sẽ bị sư tôn trách phạt. Nếu sư tôn hỏi, vãn bối chỉ có thể nói rõ." Liễu Mi than nhẹ, mím môi nói. Bốn tức, ánh mắt lão nhân xuất hiện một tia sát khí, tay phải chộp một cái vào khoảng không. Nhất thời ảo ảnh của một cây cờ lớn cao 3 trượng xuất hiện trước mặt lão. Từ trong ảo ảnh lá cờ có một thứ lực lượng không thể tưởng tượng nổi truyền ra. Lần đầu tiên, Liễu Mi biến sắc. Thập ức hồn phiên, nàng nhìn lão nhân chăm chú rồi cắn răng biến mất, rời khỏi luyện hồn tông. Lão nhân cũng không để ý nơi Liễu Mi biến mất mà xoay người, ánh mắt nhìn Vương Lâm vẫn có một sự kỳ dị, cười nói: "Tằng Ngưu tiểu hữu, chút lễ nhỏ đấy thế nào?" Sự tồn tại của Liễu Mi giống như một con dao nhọn dí vào lưng Vương Lâm. Hắn luôn có cảm giác như bị một con độc xà đang nhìn mình chằm chằm. Vào giờ phút này, khi Liễu Mi rời đi, cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Vương Lâm cười khổ nói: "Đó phải là hậu lễ thì đúng hơn, tiền bối không sợ đắc tội với Chu Tước Quốc như thế nhưng tại không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại còn thấy sợ hãi." Vị lão tổ của luyện hồn tông có thể nói là một người cực kỳ thú vị. Vương Lâm đã nghĩ rất kỹ. Lúc trước nếu không được sự đồng ý của người này, Liễu Mi không thể đi vào luyện hồn tông. Từ trước đến giờ, lão vẫn không xua đuổi nào nhưng hôm nay lại làm thế trước mặt Vương Lâm. Điều đó chỉ để chứng tỏ cho Vương Lâm biết luyện hồn tông của hắn chẳng thèm nể mặt với Chu Tước Quốc. Tất cả những điều đó đều là Vương Lâm mà ra. Việc như thế đâu thể là một chút lễ mọn được. Lão nhân cười ha hả, nói: "Đắc tội với Chu Tước Quốc cũng chẳng có gì đáng ngại. Đến hôm nay, cái lão Chu Tước kia cũng không thể khiến cho cả Chu Tước Quốc phải dốc sức cho hắn." Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nhìn lão, nói: "Tiền bối có gì phân phó, xin cứ nói." Ánh mắt lão nhân có một sự tán thưởng, cười nói: "Không vội, vừa rồi chỉ là phần lễ vật thứ nhất. Bây giờ, ta sẽ đưa ngươi phần lễ vật thứ hai. Tằng Ngưu, nguyên thần của ngươi chẳng phải đang cần khôi phục hay sao? Ngươi tìm đến lão phu chẳng phải muốn mượn uy áp khiến cho nguyên thần hồi phục nhanh đúng không? Phần lễ vật thứ hai của lão phu là giúp ngươi khôi phục tu vi." Nói xong, lão không đợi Vương Lâm mở miệng, trong mắt lập tức hiện ra chút ánh sáng vàng. Đột nhiên, một luồng uy áp mạnh mẽ còn mạnh hơn uy áp của linh mạch vô số lần từ trong thân thể lão tỏa ra, tập trung vào người Vương Lâm. Có đủ hay không? Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động. Khi uy áp ép lên người, hắn liền có cảm giác giống như bị đè dưới vô số ngọn núi lớn. Vô số những tiếng răng rắc từ cơ thể hắn phát ra. Những khe nứt trên nguyên thần trong cơ thể đang từ từ thu nhỏ, nhưng tốc độ quá chậm. Không đủ, Vương Lâm cắn răng nói. Tia sáng trong lóe lên trong mắt lão nhân càng nhiều.
Trường bào không gió nhưng lại bay phần phật. Từ từ, bộ trường bào của lão phình to. Nhất thời, một nguồn uy áp còn mạnh hơn vừa rồi gấp 10 lần phủ xuống. Không gian xung quanh xuất hiện những tiếng động, từng khe nứt nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Thế nào? Toàn thân Vương Lâm, từ các lỗ chân lông máu tươi thấm ra ngoài. Hai mắt hắn đỏ bừng, gân xanh nổi đầy mặt. Hai vết sẹo trên mặt chợt biến mất một cái. Vào lúc này, Vương Lâm có thể cảm giác được những vết nứt trên nguyên thần đang nhanh chóng thu hẹp. Một cảm giác sảng khoái từ trong cơ thể hắn dâng lên, giảm bớt áp lực toàn thân. Không đủ. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi. Được, Tằng Ngưu, đã 200 năm qua lão phu không sử dụng tới tiên lực anh biến kỳ. Phần lễ vật thứ hai, lão phu sẽ bỏ thêm vốn. Lão cười ha hả, không hề do dự sử dụng tiên lực trong cơ thể. Trong nháy mắt một luồng uy áp hoàn toàn khác vừa rồi lại phủ xuống. Uy áp đó mang theo tiên khí, khiến cho Vương Lâm nghĩ ngay tới lúc những mảnh vỡ của tiên giới biến mất. Thiên uy khiến cho thân thể hắn nhất thời chấn động, nguyên thần nhanh chóng hàn gắn lại. Chỉ sau năm tức, vết sẹo cuối cùng trên mặt hắn biến mất. Chỉ trong tích tắc, một tiếng hú dài từ trong miệng Vương Lâm phát ra. Hai mắt hắn lóe lên quang mang sáng ngời, giống như mặt trời xuất hiện giữa đêm tối. Linh lực ồ ạt lưu chuyển toàn thân, nguyên thần khôi phục hoàn toàn chạy khắp nơi trong thân thể. Đủ các loại cảm giác lập tức xuất hiện, nhưng trong nháy mắt liền biến thành một cảm giác sảng khoái. Vương Lâm hú lên một tiếng thật dài, toàn thân chấn động, phong ấn của Tôn Thái lập tức biến mất. Tu vi của hắn lại một lần nữa khôi phục tới hóa thần trung kỳ, thậm chí so với năm đó còn tinh tiến hơn. Cảm tạ tiền bối, Vương Lâm ôm quyền, nói với lão một cách thành khẩn. Nhìn Vương Lâm, sự tán thưởng trong mắt lão càng nhiều. Lão nhân cười ha hả, nói: "Bây giờ cảm ơn ta vẫn còn quá sớm, lão phu vẫn còn chuẩn bị một phần lễ vật thứ ba cho người, ngươi có dám nhận không?" Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Vào lúc này, tu vi khôi phục hắn chợt có một cảm giác đứng trên cao liếc nhìn thiên hạ. Vương Lâm cười khẽ, nói: "Có gì không dám?" Trong lòng hắn biết, lão tổ của Luyện Hồn Tông đưa ra nhiều lễ vật thế này chắc chắn có việc cần nhờ hắn giúp đỡ. Tuy vậy hắn cũng không nghĩ ra có việc gì mà một vị tu sĩ anh biến kỳ lại phải nhờ mình giúp đỡ. "Được, Tằng Ngưu, phần lễ vật thứ ba của lão phu là giúp tu vi của ngươi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Về phần ý cảnh, ngươi phải tự mình lĩnh ngộ. Điểm đó, lão phu không có khả năng giúp đỡ." Nói xong, thân thể lão thoáng động, phi hành về phía vòng sáng đỏ như máu. Vương Lâm hơi trầm ngâm, không nói lời nào bám sát theo sau. Bên ngoài vòng sáng, tay phải lão nhân chụp một cái vào khoảng không. Nhất thời, một cái hồn phiên cao ba trượng lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này, nó vẫn như ảo ảnh giống như trước. Đây là chí bảo của Luyện Hồn Tông, Thập Ức Hồn Phiên. Nhờ có bảo vật này mà tuy lão phu chỉ là anh biến hậu kỳ nhưng lại dám đánh với tu sĩ vấn đỉnh một trận. Về phần nguyên nhân, lão phu sẽ nói với ngươi sau. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nó chính là căn bản của Luyện Hồn Tông chúng ta. Có nó, Luyện Hồn Tông bất diệt. Nếu nó bị hủy thì Luyện Hồn Tông của chúng ta cũng bị diệt. Bây giờ, ta sẽ lợi dụng nội lực của hồn phiên giúp tu vi của ngươi tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Ánh mắt lão già lấp lánh nhìn về phía Vương Lâm, quát. Khoanh chân ngồi xuống. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão, cũng không nói tiếng nào, khoanh chân ngồi trong không trung. Với tu vi của đối phương, nếu muốn động thủ cũng chẳng cần phải giả vờ làm gì. Nhưng sự cẩn thận trong lòng Vương Lâm cũng không biến mất. Chỉ cần có một chút gì đó không ổn, hắn sẽ sử dụng tinh la bàn thoát đi. Lá hồn phiên cao ba trượng trong tay lão rung nhẹ, lập tức từ bên trong phát ra những tiếng rít cùng với những tiếng hò hét. Ngay sau đó, vô số hồn phách hình người từ trong hồn phiến bay ra. 10 cái hồn phách lập tức phân tán xung quanh Vương Lâm. 10 cái hồn phách đều có màu vàng lấp lóe chút ánh tím, hết sức kiêu ngạo. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại, 10 cái hồn phách không ngờ có tu vi tương đương với anh biến kỳ. Chẳng trách được với cái hồn phiên này mà có thể chống lại tu sĩ vấn đỉnh. Vào lúc này, Vương Lâm đã hiểu ra một chút. Tằng Ngưu tiểu hữu, tất cả hồn phách trên chiếc phiên này đều là tu sĩ anh biến. Vô số năm qua Luyện Hồn Tông chúng ta, mỗi khi có một vị tổ tiên lâm chung đều chấp nhận xóa bỏ thần trí, trở thành một cái hồn phách vô thức, hiến tế cho lá hồn phiên này. Nếu có một ngày lão phu về Tây, ngươi cũng phải nhớ kỹ để hồn phách của lão phu thu vào bên trong. Câu cuối cùng lão nói một cách bất ngờ khiến cho Vương Lâm chấn động, trong lòng như hiểu ra điều gì đó. Đúng lúc này, 10 cái hồn phách anh biến kỳ chợt tản ra tia sáng màu vàng. Vầng sáng bao phủ toàn bộ không gian vào bên trong. Một luồng linh lực không cần Vương Lâm phải hấp thu, tự động từ trong 10 hồn phách khuếch tán, hình thành một đạo ánh sáng. Ngay khi chạm vào Vương Lâm, nó liền chui vào trong cơ thể hắn. Giữa không trung xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Ánh sáng vàng tím từ 10 cái hồn phách lần lượt thay đổi quanh người Vương Lâm. Linh lực trong cơ thể Vương Lâm tăng lên một cách chóng mặt, trong nháy mắt đã tăng gấp đôi. Hơn nữa tốc độ tăng trưởng vẫn không ngừng, vẫn còn đang tiếp tục. Gấp 2, gấp 3, gấp 4, cho đến 8 lần vẫn còn tiếp tục. Tằng Ngưu, ngươi nhớ kỹ lão phu tên là Độn Thiên.
ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu thì hấp thu, lão phu cũng chẳng thèm keo kiệt. Đến đây thì cũng khép lại tập 85 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.